Hachi là một chú chó nhỏ, vốn đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ với ông chủ của mình. Bỗng một ngày cuộc sống của cậu bị đảo lộn vì đại dịch zombie bất ngờ tấn công thành phố. Hầu hết cư dân và vật nuôi đã được đưa về khu cách ly, nhưng vì chưa tìm thấy ông chủ, Hachi vẫn bất chấp mọi rủi ro để ở lại. Sợ rằng ông chủ cũng đang đợi mình trong cô đơn, hàng ngày chú chó nhỏ vẫn lang thang khắp các ngả đường trong thành phố, hy vọng có thể tìm thấy hình bóng quen thuộc. Yeah.